Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mẹ con cái kem các bạn. Mẹ xin con cái kem. Đây, đứng trước mặt bạn là cái kem các bạn. Cái kem này được 2 tháng rưỡi rồi các bạn. Mẹ bơm 10 ngày bò kem luôn nha các bạn. 48 triệu bò mẹ lứa 3 các bạn. 48 triệu bò mẹ lứa 3. Con mẹ cao 1m27 bò nè các bạn. 1m27 bò, rúng chiền, yếm, lưng thẳng băng, sái tích nghiêm chỉnh, đùi dài phết đất, chân móng hoàn thiện nè các bạn thấy không? Rúng chiền nè, bốn vú đều nha các bạn, bốn vú đều văng nha. Lưng thẳng băng các bạn. Mẹ đỏ ao không lan giá nha các bạn. Bà mẹ cao 1m27 bò, sái tích nghiêm chỉnh, gu bật luôn. Các bạn thấy không? Sái tích nghiêm chỉnh, gu bật luôn các bạn. Chân móng hoàn thiện hết. Giá 48 triệu nha các bạn. Bà mẹ bơm lại 10 ngày cũng bò kem luôn nha các bạn. Đít rồi các bạn không? Chạy đu lớn qua đen khui các bạn. Rúng chiền, bò mẹ đỏ ao rồi các bạn. Đỏ ao à. Đòn dày sọc luôn. Chân kiền khú. Yếm nè, rúng chiền nè các bạn thấy không? Cao 1m27 bò. Giá 48 triệu, bà mẹ đang lứa 3 nha các bạn. Bơm bò kem được 10 ngày. Các bạn thấy không? Bốn vú nè, chân móng thì hoàn thiện hết, móng sò hoàn thiện nha các bạn. Cao 1m27 bò. Đó anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. Comment trên màn hình video số điện thoại của chủ bò luôn nha các bạn. Bò kem này các bạn thấy không, ú mề luôn, mẹ rất mát sữa, con ú mề, bò nghé là yếm rúng đồ nghiêm chỉnh này các bạn thấy không, lưng thẳng băng, bò con rất là mát sữa, kem cái nha các bạn, kem cái rất mát sữa nha, chân móng hoàn thiện hết, 2 tháng rưỡi, anh em bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, bò mẹ quyền bò các bạn, đỏ ao quyền bò từ đầu tới chân luôn. Bò mẹ cao 1m27 bò mẫu Bombay các bạn, mẫu Bombay, mẫu này mẫu mát sữa các bạn, đuôi dài phết đất luôn. Rồi, còn đây là con Angus rồi các bạn, Angus Terrier này các bạn, cao 1m25 bò, rúng nè, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè, chân móng hoàn thiện các bạn. Đầu to đòn dày sọc nè các bạn ơi, anh Guter nha. Con này thì đang chữa 3B nha các bạn, 3 tháng rưỡi nha, bao chữa bao khám, lưng thẳng băng các bạn, lưng đôi thẳng băng các bạn, đuôi dài rúng nè, bốn vú nè các bạn không, bốn vú đều văng rúng nè, chân móng thì hoàn thiện nè các bạn, rúng yếm thì nghiêm chỉnh nè các bạn. Chào 1m25 bò chữa 3B 3 tháng rưỡi. Bò tơ Angus Terrier các bạn, lưng nè. Mướt mượt rồi các bạn ơi, mướt mượt à. Giá 43 triệu các bạn, giá 43 triệu. Chữa 3B 3 tháng rưỡi, bao chữa bao khám nha các bạn. Chân móng à, đỏ ao luôn các bạn, chân móng hoàn thiện mà chân móng đỏ luôn nha. Nó Angus này giống như Angus đỏ đó các bạn, đầu trụi đầu nha. Cao 1m25 bò. Chữa 3 tháng rưỡi, bao chữa bao khám các bạn. 43 triệu. Đó anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ nhà. Mình comment trên màn hình video nha các bạn. Anh Angus Terrier các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết. Chân móng hoàn thiện, đầu trụi, lưng thẳng băng, đòn dài sọc, yếm rúng đồ là nghiêm chỉnh hết, đuôi dài phết đất luôn. Con này là mẫu nó cũng là Angus rồi các bạn. Mẫu Angus này các bạn, nó tầm 25 27 bò đô lại các bạn. Bò này cao 1m25 bò. Đầy đà. Dòng Angus này rất là mát sữa các bạn. Rất là mát sữa. Giá 43 triệu các bạn. Giá 43 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ bò các bạn. Mình comment bên dưới màn hình video nha các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.